Xin chào tất cả các bạn trên toàn thế giới. Tôi Kim Dung My hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc được 17 năm. Hôm nay tôi lên chia sẻ cho các bạn một cái điều thú vị vô cùng. Tôi mới phát hiện ra điều này làm tôi rất là phấn khởi và tuyệt vời vô cùng, cho nên tôi không kìm được cái sự sung sướng quá mà hôm nay tôi thật sự quay một cái clip này để chia sẻ đến tất cả các bạn. Trong quá trình vừa qua thì tôi đã uống thai của công ty Magic Life của chúng tôi, nó có cái set sản phẩm tuyệt vời mà thật đúng là mình không nói nổi. Thì vừa ngày hôm qua tôi vô tình phát hiện ra trước kia mình cũng cái cổ của mình đây á các bạn, là mình cũng có cái bướu gọi là bướu lành, không phải là bướu độc, cho nên những cái vấn đề đó mình không quan tâm lắm. Là trước đó là mình 25 tuổi thì mình đã có cái bướu đây rồi, nhưng sau khi mình đi khám ở bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh á, hồi còn trẻ, thì bác sĩ nói là bướu này bướu hiền, không sao, cho nên mình cứ để miết. Đến vô tình ngày hôm qua thôi tôi mới phát hiện ra, ô sao lúc này cái cổ của mình sao nó lại mất đi cái quả trứng gà này ta. Trước kia cái cổ tôi lúc nào chỗ này nó cũng no, các bạn thấy không nào, bây giờ nó có cái rãnh nè đó. Thật ra là bây giờ cái phần bú ở đây nó đã bị tan mất, mà tôi thiệt tình tôi cũng quên để ý nữa. Tới chừng ngày hôm qua tôi vô tình tôi kiểm tra lại bên cái bộ phận nhiệt cơ thể của mình, thì tôi mới phát hiện ra được là mình đã bị tiêu đi cái cục bú này hồi trong quá trình thời gian mà mình điều trị bệnh thoái hóa và thấp nhiệt địa điểm. Thì cảm ơn công ty Magic Life đã có một cái set sản phẩm rất tuyệt vời, và đây tôi sẽ làm một cái nhân chứng thứ hai mà trong quá trình tôi điều trị được bệnh này và sẽ liên quan đến về các vấn đề bị bú của tôi. Tôi rất vô cùng phấn khởi, cho nên là không kìm được cảm xúc mà hôm nay tôi quay cái clip này. Đây cũng là một cái nhân chứng và nói về sản phẩm, cái set sản phẩm mà mang sinh học cao của công ty chúng tôi, cho nên tôi thấy rất là hào hứng, vui mừng không tả nổi luôn. Mình vừa được hết bệnh này mà bây giờ ngược lại là cái bệnh mà mình không chú ý đến nó nhưng thực chất nó cũng hết theo, là một cái điều đó tôi rất tuyệt vời. Và tôi rất cảm ơn công ty Magic Life, cảm ơn các bạn bè trong đội nhóm, và cảm ơn người bạn thân của tôi đã giới thiệu cho tôi biết đến một cái mô hình này. Thì giờ chúng tôi cũng là bạn với nhau, chúng tôi cùng nhau phấn đấu và cùng nhau nỗ lực. Bây giờ tôi đã hoàn toàn, các bạn thấy không nè, cái cổ của tôi bây giờ nó không còn một quả trứng gà ngay chỗ đây nữa, và đây là ngay chỗ đây nè, ngay tay tôi chỉ nè, nó là bây giờ nó còn một cái rãnh bình thường, nhưng không phải cái dốc dáng của tôi dày ốm đâu nha các bạn, 60kg hơn đấy, tôi đã cân rồi. Nhưng mà thực chất các bạn thấy không, bây giờ cái cổ đây nó không còn no như quả trứng gà nữa. Trước kia lúc nào cũng vậy, cổ của tôi nó no tròn, nó có y như một cái trứng gà ngay chỗ đây đó. Đó là một cái điều tôi phát hiện ra mới ngày hôm qua thôi, đó là một cái điều tuyệt vời. Vì trước kia tôi cũng vô tình lắm, tại vì tôi nghĩ là cái bướu lành đó, thì tôi cũng không có quan tâm đấy. Thì mình chủ yếu là mình uống để bồi bổ cơ thể, nhưng không ngờ rất tuyệt vời phải không các bạn. Cái tia thai của sản phẩm công ty Magic Life của chúng tôi là màng sinh học tế bào ca, màng sinh học tái tạo tế bào, cho nên nó tái tạo được tất cả các cái gì ở trong cơ thể của mình đó, mà các bạn giờ cũng thấy đó, tôi phấn khởi lên, cũng đẹp ra, cũng trẻ ra. Đến với Magic Life là phải trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi đó, các bạn thấy đó, các bạn hãy mau mau liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để giữ gìn sức khỏe trong một cái thời bệnh dịch của hiện nay. Thì các bạn thấy mình cần quý cái sức khỏe như thế nào đó. Cảm ơn các bạn. Bữa hôm nay là món quà cuối tuần ngày thứ bảy, mình nên chia sẻ những cái điều của mình phát hiện thú vị đến gửi đến tất cả các bạn, các anh chị nào mà có biếu có như thế nào đó, hãy liên hệ với tôi hoặc đội ngũ của chúng tôi, đội ngũ Magic Life tập đoàn Singapore của chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn, và hãy hướng dẫn các bạn, chia sẻ cho các bạn biết bí quyết để làm cách nào để có một chuyến
thoại thu nhập thụ động mỗi ngày từ 200 đến 400 đô mỗi ngày và có một chiếc điện thoại để kết nối toàn cầu và một công ăn việc làm với thời dịch cúm corona hiện nay. Mong các bạn hãy nhanh tay cho mình một cái cơ hội nha, để liên hệ với chúng tôi, liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để làm những cái điều tuyệt vời hết, vừa ăn vừa chơi vừa kiếm tiền, vừa trẻ vừa đẹp vừa có sức khỏe. Cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn.